Xin chào các bác đang theo dõi video của kênh Đồng Hồ Kim Đồ Cũ, kênh chuyên giao lưu và giới thiệu về những chiếc đồng hồ cơ cổ chính hãng đến từ Thụy Sĩ, Nga và Nhật. Hôm nay phiên đồng hồ buổi sáng thứ năm ngày 20 tháng 4 năm 2023. Mở đầu video thì cửa hàng Kim xin kính chúc các bác sẽ có một ngày mới tốt lành. Ngay trên tay em đây đang là một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Longines nha các bác. Đây là dòng Longines Conquest máy cơ tự động của Thụy Sĩ. Nhắc đến thương hiệu đồng hồ Longines thì chắc hẳn là các bác cũng rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Một trong những cái thương hiệu đồng hồ không những là nổi tiếng tại Thụy Sĩ mà trên toàn thế giới, Longines vẫn là một cái biểu tượng cho những chiếc đồng hồ đeo tay xa xỉ và cao cấp. Đó. Đây sẽ là một chiếc Longines với màu mặt đen này, số trải tia và có một ô cửa lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ. Em này nốm zin nha, phần nốm có khắc tên thương hiệu này. Thân vỏ bên ngoài của chiếc đồng hồ này sẽ là vỏ thép không rỉ toàn bộ như thế này. Em này thì đặc biệt là thân vỏ bên ngoài còn rất là đẹp, sáng bóng. Đó, mặt với những đường vân tỏa tia dọc mặt vân lụa như thế này. Chiều ngang chiếc này là 35.5, gọi là sấp xỉ size 36 nha, và chiều dọc sẽ là 41. Bộ máy cơ tự động. Đối với phần núm thì chiếc này có nấc để chỉnh lịch nhanh. Các bác sẽ kéo núm ra bên ngoài và xoay núm theo chiều xuôi kim đồng hồ để chỉnh lịch nhé. Rất là tiện trong quá trình sử dụng cho các bác này. Còn đây là bộ máy bên trong của chiếc Longines này nha các bác. Máy cơ tự động nguyên bản của Longines Thụy Sĩ này. Đó, bộ máy cơ tự động ở trên phần bánh đà này thì có khắc biểu tượng của thương hiệu Longines và có khắc tên thương hiệu ở phía dưới này. Còn đây sẽ là phần nắp đáy nha. Mặt đáy sau sẽ có khắc tên cùng với biểu tượng của thương hiệu như thế này. Longines Thụy Sĩ, phiên bản Longines Conquest, cái dòng máy cao cấp. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm. Và đây sẽ là phần mặt của em đồng hồ này nha. Rồi, và bác nào yêu thích và muốn sưu tầm thêm cho mình một chiếc đồng hồ Longines thì chốt đơn cho em với mã số 1 ngày hôm nay với giá chỉ có 6.880.000 thôi ạ. 6.880.000, mã số 1 ngày hôm nay nha. Các bác chốt đơn cho em theo số điện thoại Zalo 0936050424 nên đã ghi ở bên ngoài màn hình. Cửa hàng Kiên sẽ có hai hình thức thanh toán dành cho các bác. Cách thứ nhất là các bác có thể đặt cọc từ 200.000 một đơn trở lên. Bên em sẽ gửi hàng qua bưu điện và các bác thanh toán nốt phần tiền còn lại cũng như là tiền cước cho bưu tá. Cách thứ hai là các bác chuyển khoản hết thì bên em sẽ bao phí vận chuyển nhé. Mẫu thứ hai lên cho các bác một em Technos Kaiser. Nó thuộc cái dòng phiên bản Technos Skyline của đồng hồ Thụy Sĩ. Nhắc đến thương hiệu Technos thì đây cũng là một thương hiệu rất là lớn và nổi tiếng. Đó. Sử dụng bộ máy ETA nguyên bản, những một trong những cái dòng máy cao cấp của Thụy Sĩ xưa. Màu mặt xanh đặc trưng, cọc số nổi và có một ô cửa lịch góc 3 giờ này. Em này thì sẽ có thiết kế thêm một cái phần niềng mặt ở bên trên này nữa. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gì nha. Đặc biệt em này còn zin nguyên bản từ phần dây khóa này. Đó, mặt đáy bát quái có khắc tên biểu tượng Technos Skyline ở dưới này. Nốm zin nguyên bản nha. Em này nốm zin nguyên bản này. Size mặt ngang chiếc này là 36. Size 36 ạ, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nhé. Đối với phần mặt của chiếc Technos này thì đặc biệt là cái phần mặt kính này được người ta tạo hình bởi những cái đường cắt xẻ tạo hình cực kỳ là ấn tượng. Đó. Các cái đường gọt rất là sắc nét luôn. Chia mặt kính ra làm 9 góc. Test thử phần núm có nấc để chỉnh lịch nhanh ạ. Thì các bác xoay núm theo chiều xuôi kim đồng hồ nha. Hôm nay em bị đau họng cho nên là giọng hơi bị khó nghe một chút, các bác thông cảm giúp em nha. Bây giờ em sẽ mở máy này. Đây là bộ máy bên trong nha các bác. Máy tự động 25 Jewel nguyên bản của Technos Thụy Sĩ. Đây là một chiếc máy với vành tóc gai. Đó, bộ máy ETA nha, em này máy ETA. Ở đây có khác máy này, máy 3632. Đây,
máy ETA 3632 nha các bác. Máy của Technote là một trong những cái bộ máy mà có cái nét đặc trưng rất là rõ rệt. Máy rất là đẹp. Zin nguyên bản 100% từ phần dây khóa nha. Em này mã số 2 này, giá chỉ có 2.680.000 thôi ạ. 2.680.000 cho mã số 2 ngày hôm nay. Qua mẫu số 3 lên cho các bác một em Bulova, máy Sewending. Một chiếc Bulova chân càng cong kiểu sừng trâu, cực kỳ là ấn tượng. Em này đúng kiểu form dáng độc lạ cho các bác sưu tầm luôn nha. Mặt vàng này. Thân vỏ bên ngoài của em này thì được bọc vàng 10K. Và ở mặt đáy ở đây thì có khắc tên thương hiệu Bulova cùng với các thông số máy rất là chi tiết. Đó, đây là phần vỏ vàng bên ngoài này, còn rất là đẹp nha. Đây các bác có thể thấy chiếc Bulova này có chiều ngang là 31 và chiều dọc là 40. Lên tay cho các bác cùng ngắm này. Mặt cực kỳ nét luôn nha. Bộ máy cơ tự động. Và ngoài ra thì có hỗ trợ thêm cả cơ cốt tay nữa. Máy tự động và có hỗ trợ thêm cốt tay nha. Cái size của em này thì nó khá là nhỏ gọn. Chiều ngang thì khá là nhỏ nhưng mà chiều dọc thì cũng khá là dài nha các bác. Bây giờ xem nào. 31 với lại 40.5. Đối với cái size 40.5 là các bác có cổ tay tầm 17.5 hoặc là tay 18 các bác vẫn có thể đeo được nhé. Còn đây là bộ máy trong này. Em này là một chiếc máy Bulova tự động 17 chân kính nguyên bản của Bulova Thụy Sĩ. Đó, đây là cái máy này, có với biểu tượng hình chữ B ở trên phần bánh đà. Đó. Máy nha, em này vành tóc gai. Vành tóc gai cổ điển. Ở phía dưới đáy này thì có khắc tên thương hiệu Bulova này, vỏ vàng 10K Gold Fill. Đó. Bác nào muốn sưu tầm em đồng hồ này chốt đơn em, mã số 3, có giá là 1.980.000. 1.980.000 nha các bác, mã số 3 ngày hôm nay. One Time Central. Đây là một chiếc One Time cổ điển được ra đời vào đầu những năm thập niên 60 nha các bác. Cái dòng One Time Central này thì nó sẽ là cái form dáng trứng. Em này thì khá là vintage với màu mặt trắng này. Các cọc số rất là tinh tế, người ta thiết kế cực kỳ mảnh luôn và có một lịch góc 3 giờ. Đó. Thân vỏ bên ngoài của chiếc One Time Central này sẽ là vỏ thép không gỉ. Đây các bác có thể thấy này. Chiều ngang là 33 và chiều dọc sẽ là 40. Ngang 33 và dọc là 40 ạ. Bộ máy cơ tự động và ngoài ra thì có hỗ trợ thêm cả cơ cốt tay nữa. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nhé. Đây sẽ là một chiếc One Time mang cái nét rất là cổ điển, nó bụi bặm, đúng chất vintage theo thời gian luôn nha các bác. Đeo em này thì các bác sẽ cảm nhận được cái sự hoài cổ, cái nét cổ điển đặc trưng của những dòng máy Thụy Sĩ xưa. Còn đây là bộ máy trong này. Đây sẽ là một bộ máy One Time tự động 23 chân kính nha các bác. Thương hiệu One Time là một thương hiệu được ra đời vào năm 1888 bởi một người thợ được mệnh danh là người thợ đồng hồ giỏi nhất nước Mỹ. Đó. Ông đã cho ra mắt rất là nhiều những cái dòng đồng hồ One Time được đánh giá rất là cao, không những về mặt chất lượng mà còn về cái giao diện bên ngoài. Đó. One Time Central cũng là một trong những cái dòng máy rất là được yêu thích thời bấy giờ. Mã số 4 ngày hôm nay có giá là 2.380.000 ạ. 2.380.000 cho mã số 4 ạ. Rado Conway.
Nhắc đến thương hiệu đồng hồ Rado thì cũng là đây cũng là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ. Đó. Một chiếc Rado Conway dáng trứng, mặt tỏa tia và có một ô cờ lê cóc 3 giờ nha các bác. Thân vỏ bên ngoài của chiếc này thì sẽ là vỏ thép không gỉ. Mặt rất là sáng và nét. Đặc biệt là được tạo hình với những cái đường vân như thế này nữa thì khi mà ánh sáng chiếu vào mặt rất là đẹp nha các bác. Em này có chiều ngang là 35 và chiều dọc là 43 này. Chiều ngang 35 và dọc là 43. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Đây sẽ là phần mặt của em Rado này. Một chiếc Rado Thụy Sĩ. Bộ máy cơ tự động. Em này có hỗ trợ thêm cả cót tay nữa nha các bác. Máy tự động và có hỗ trợ cót tay. Rado Conway mã số 5 có giá là 2.280.000 thôi ạ. Giá rất là bình dân nha. Tiếp tục lên mẫu số 6 này, một em Technos Borazon 3. Đây là một trong những cái phiên bản rất là nổi bật của thương hiệu Technos, được ra đời vào đầu những năm thập niên 60 ạ. Chiếc Technos với thiết kế format 3D, cọc số nổi và có một ô cửa lệch góc 3 giờ. Đặc biệt là phần thân vỏ bên ngoài của em này sẽ là vỏ gốm nha các bác. Đây, vỏ gốm này cực kỳ là sáng luôn. Đối với những dòng vỏ gốm như thế này thì nó rất là bền theo thời gian nha. Chống xước tốt này, đặc biệt là có cái độ cứng, cứng hơn cả thép. Đây sẽ là một chiếc Technos với form vuông cạnh bầu, chiều size mặt là 37. Đó, size 37 nha. Bộ máy cơ tự động và em này có hỗ trợ thêm cả cơ cót tay nữa. Mặt đáy inox có khắc tên thương hiệu Technos ở đây. Đó. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Technos Borazon 3. Rồi và đây là bộ máy bên trong nha các bác. Bộ máy nguyên bản của Technos Thụy Sĩ này, cơ tự động với 25 chân kính. Em này thì vành tóc gai. Đó, các bác có thể thấy được bộ vành tóc gai nha. Bộ máy ETA. Em này là máy 2632 nha. Cái bộ máy rất là cao cấp và nổi tiếng của Thụy Sĩ là máy ETA. Các bác yêu thích mẫu đồng hồ số 6 ngày hôm nay chốt đơn em mà với giá là 2.180.000 nha các bác. 2.180.000. Mặt kính chống xước cực kỳ tốt luôn. Đó, 2.180.000. Rado Mackenzie, máy cơ tự động của Thụy Sĩ nha, một cái dòng đồng hồ rất là nổi tiếng vào đầu những năm thập niên 80. Đó, form mặt nam tính với một cái form dáng vuông vắn, có một ô cửa lịch góc 3 giờ. Thiết kế phần cọc số nổi và phần thân vỏ bên ngoài của chiếc này sẽ là vỏ thép không gỉ nha. Nốm zin này, mặt đáy có khắc biểu tượng Rado ba cá ngựa ở đây. Đó. Chiếc này sẽ có size mặt ngang là 37, chiều dọc 38. Đó. Bộ máy cơ tự động. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Rado này nhá. Rado Mackenzie, máy cơ tự động Thụy Sĩ. Đó, mặt đáy có khắc tên thương hiệu với biểu tượng Rado ba cá ngựa ở đây. Bây giờ em sẽ mở máy nha. Đây sẽ là phần máy bên trong của em đồng hồ Rado này nha các bác. Một chiếc Rado tự động bọc vàng, máy vàng nguyên bản 20 năm Jewel của Rado Thụy Sĩ. Máy em này đẹp xuất sắc luôn, rất là sáng. Máy vàng ươm, không có một hạt bụi nào luôn ấy. Bạn nào yêu thích mẫu đồng hồ số 7 ngày hôm nay chốt đơn em nha. Mã số 7 có giá là 2.380.000 thôi ạ. 2.380.000. Số 8 lên cho các bác một chiếc Raketa, một trong những dòng đồng hồ cực kỳ là nổi tiếng của thương hiệu Raketa vào những năm thập niên 70. Đó, đây sẽ là một chiếc đồng hồ với màu mặt vàng mỡ gà và hơi lấm tấm những vết thời gian nha. Cọc số nổi và có một ô cửa lịch góc 3 giờ này. Thân vỏ bên ngoài của em này là vỏ vàng cùng với mặt đáy inox. Chiếc này thì đặc biệt là em cảm nhận thấy là còn khá là đẹp đấy ạ. Các bác nào mà yêu thích
sưu tầm những cái dòng máy của Liên Xô thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn cũng rất là hợp lý cho các bác. Đó, em này thì có tuổi đời trên 50 năm rồi. Chiều ngang của em này là 37 cùng với chiều dọc là 45. Ngang 37 và dọc 45 nhé. Bộ máy cơ có tay, cơ lên dây. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đó, đây sẽ là phần mặt của chiếc Raketa này nhé. Mã số 8 có giá là 1.280.000. 1.280.000 mã số 8. Senko 5 chật gốc. Đây sẽ là một chiếc Senko 5 với màu mặt đen, viền vàng. Hàng nền là hàng tuyển nha các bác. Em này còn đẹp nha. Một trong những huyền thoại thời bao cấp tại Việt Nam những năm thập niên 70-80 này. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ. Dây khóa Senko, mặt đáy có khắc tên thương hiệu. Núm góc 4 giờ và đây sẽ là một bộ lịch bơm ạ. Đó, núm lịch bơm nha. Không phải là hàng dựng đâu. Chiều ngang là 34 cùng với chiều dọc em này là 39. Em đeo lên trên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Senko này. Đó. Tình trạng máy hoạt động tốt. Zin nguyên bản 100% từ phần dây khóa nè. Đây là một trong những cái phiên bản Senko chạy bộ máy 7009A nguyên bản của đồng hồ Nhật. Các bác yêu thích mẫu đồng hồ này chốt đơn em. Mã số 9 có giá là 1.280.000. 1.280.000 ạ. Mã số 9 nhé. Số 10 lên cho các bác một chiếc Elgin. Đó, một chiếc Elgin bản kỷ niệm của Thụy Sĩ. Em này thì khá là cổ điển, mộc mạc. Thân vỏ vàng này, màu mặt trắng và có một lịch góc 3 giờ. Ở phía dưới mặt đáy này thì có khắc một cái dòng chữ kỷ niệm của người chủ cũ, người ta khắc ở trên đây. Đó, đáy inox. Size mặt trên này chiều ngang là 38 cùng với chiều dọc là 43. Bộ máy cơ tự động. Và ngoài ra thì em này có hỗ trợ thêm cả cái con tay nữa. Em đeo lên trên tay cho các bác cùng ngắm này. Elgin tự động Thụy Sĩ. Vỏ vàng. Phần bên ngoài thì các bác có thể thấy được là vỏ vàng em này là có cái sự hao mòn của thời gian như thế này nhá. Đó là những cái màu bã trầu, nó đen theo thời gian như thế này. Các bác này yêu thích chiếc này chốt đơn em mã số 10 có giá là 2.080.000. 2.080.000 nữa. Tiếp lên cho các bác một đại diện đến từ nước Đức, nó West Clock. Một thương hiệu đồng hồ xưa cổ của Đức nha. Em này thì máy cơ lên dây, dòng máy sốc Winston này, là mặt chống sốc. Đó, mặt trắng, số cọc số vàng. Phần thân vỏ bên ngoài của em này cũng là vỏ mạ vàng. Tuy nhiên thì nó có xuất hiện cái vết thời gian như thế này. Đấy, có khắc tên thương hiệu West Clock ở đây nha các bác. Chiếc này có size mặt là 33, chuẩn size cổ luôn. Bộ máy cơ lên dây, có tay với 17 chân kính. Đây sẽ là một cái dáng máy cũng khá là mềm mại với 4 chân càng dài và nó ôm sát vào phần thân viền của đồng hồ nha. West Clock mã số 11 có giá 980.000. 980.000 ạ. Pondros máy cơ tự động 23 Jewel. Một chiếc Pondros của đồng hồ Liên Xô. Đó. Thương hiệu này thì chắc hẳn là các bác cũng rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Em này thì có cái form khá là dày nha. Em thử đo xem nào. Chiều dày là 13 ly nha. Em này dày 13 ly luôn. Size mặt là 37. Màu mặt vàng với những cọc số la mã và có một ô lịch góc 3 giờ. Các cái chi tiết rất là sắc nét. Đó, 4 chân càng cong. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đây sẽ là phần mặt của em Pondros này nha. Bộ máy cơ tự động nguyên bản của Liên Xô. Đó. Bác nào yêu thích và muốn sưu tầm chiếc Pondros máy tự động này thì chốt đơn em mã số 12 với giá là 1.780.000. 1.780.000 nha các bác, mã số 12.
Paqueta, một em đồng hồ cổ sưu tầm đó, của đồng hồ Liên Xô nha. Chiếc này vỏ còn rất là đẹp luôn. Một trong những phiên bản Paqueta được ra đời vào đầu những năm thập niên 70, rất là nổi tiếng của thương hiệu này. Mặc dù là cái mặt trắng này thì nó cũng hơi gọi là có những cái vết bụi thời gian nó bám ở đây, nó gọi là hơi lên màu ngà ngà một chút xíu tại phần gốc kim nha. Vỏ bên ngoài thì còn rất là đẹp này. Đây mặt bên trên, đây mặt bên dưới nha. Đó. Em này tuổi đời trên 50 năm rồi. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. À, form của em này thì rất là nam tính. Nó sẽ là một cái form rất là đứng dáng. Nó bốn chân càng lớn và được nối rộng ở phần chân càng, tạo cho nó cái form lớn nha. Size mặt 37, form rất là dễ đeo. Đó, mã số 13, tặng các bác giá 680.000 thôi ạ. Máy đã được lau dầu và căn chỉnh rồi. 680.000 nha các bác, mã số 13. Đó. Tiếp tục 14 lên cho các bác một chiếc Raketa của đồng hồ Liên Xô. Đây sẽ là một chiếc Raketa với mặt đỏ huyết. Các bác nào yêu thích mà mặt đỏ huyết và hợp mệnh với cái màu này thì các bác lấy em này rất là đẹp luôn nha. À, bọc vàng au 10 và có triện ở phía dưới mặt đáy này. Thân vỏ vàng. Đáy chiếc này thì sẽ là đáy inox như thế này. Chiếc này có chiều ngang là 33, size 33 nha, máy cơ có tay. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Raketa, mã số 14, có giá là 1.280.000, 1.280.000 nha. Tiếp lên cho các bác một em đồng hồ cổ của Đức, Helbros, máy cơ lên dây 17 chân kính này. Đây sẽ là một chiếc Helbros với màu mặt nâu hổ phách, số học trò và có một lịch góc 3 giờ nha. Phần thân vỏ bên ngoài của chiếc này thì sẽ là vỏ vàng và nói chung là cũng hơi có những cái vết thời gian xuất hiện ở trên đây. Đáy inox. Đối với size mặt chiếc này là 34 ạ. Size 34 không tính núm nha. Bộ máy cơ quát tay với 17 chân kính. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đó, Helbros. Máy cơ có tay, số học trò và có một lịch. Mã số 15, giá 980.000. Tiếp lên cho các bác một chiếc Pulsar, máy cơ lên dây 17 chân kính. Đây là một trong những cái phiên bản Pulsar đời đầu tiên của thương hiệu này. Nó trông nó rất là cổ điển luôn nha. Ở đây các bác có thể thấy được cái phần chỉ số thiết kế cũng khá là lạ mắt. Phần thân vỏ bên ngoài thì được bọc vàng au 20 và có các triện ở phía dưới mặt đáy này. Cái màu vỏ vàng của chiếc này sẽ là một cái màu hơi bã trầu một chút xíu nhé. Đáy inox. Chiều ngang chiếc này là 34, size 34 không tính núm. Bộ máy cơ có tay với 17 chân kính. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Mặt rất là sáng. Đây sẽ là một cái màu mặt vàng nha. Mã số 16 có giá 1.280.000. 1.280.000. 17 này, một em Vostok, máy cơ lên dây 18 chân kính của đồng hồ Liên Xô. Một chiếc Vostok dáng máy 2 tầng, rất là độc đáo. Có một lịch góc 3 giờ này, thiết kế cọc số nổi. Thân vỏ vàng và mặt đáy inox. Đó. Em này thì sẽ có chiều ngang là 34 cùng với chiều dọc là 42 này. Mặt hơi lấm tấm vết thời gian nha. Thương hiệu Vostok là một trong những thương hiệu đồng hồ của quân đội Liên Xô. Vỏ bên ngoài thì còn nguyên vẹn, tuy nhiên thì nó hơi lên màu bã trầu một chút xíu. Đó. Em này vỏ không bị bong chóc đâu nha các bác. Vostok, mã số 17, có giá 1.180.000. Seconda, máy cơ lên dây 18 Jewel, một chiếc Seconda để lung xe, máy chống sốc. Đó, mặt trắng, kim cọc vàng. Em này thì dáng rất là mỏng luôn này. Đó, dáng máy cơ siêu mỏng. Vỏ được bọc vàng au 20 nha, hơi lên màu bã trầu. Đây có triện ở phía dưới đáy này. Đây sẽ là mặt đáy inox. Bộ máy 2209, một cái bộ máy cổ của đồng hồ Liên Xô.
Size mặt chiếc này là 34 ạ. Size 34. Bộ máy cơ cốc tay với 18 chân kính đã được lau dầu rồi. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nhé. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Seconda này. Seconda đầy Lucy. Mã số 18 có giá là 1.480.000. 1.480 này, mã số 18. 19 lên một chiếc Citizen V2 7 Star của Nhật nha các bác. Máy cơ tự động 24 chân kính. Màu mặt xanh, nó thiết kế phần chỉ số được đánh bóng rất là tốt, tạo độ bắt sáng. Có một lịch góc 3 giờ, đây sẽ là một bộ lịch bơm nha. Đó, thân vỏ bên ngoài là vỏ thép inox không gỉ, dây khóa chun. Và mặt đáy có khắc tên thương hiệu cùng với lại các thông số máy ở đây. Em này thì form khá là lớn nha. Với chiều ngang là 38 cùng với chiều dọc là 40. Đó. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Citizen. Máy tự động 24 Jewel. Mã số 19 có giá là 1.180.000. 1.180.000 nha, mã số 19. 20 lên cho các bác một chiếc Croton. Croton máy cóc tay của đồng hồ Thụy Sĩ nha các bác, một thương hiệu cổ. Em này mặt đã lên dầu rồi ạ. Tuy nhiên thì chiếc Croton này có cái dáng máy cũng khá là độc đáo nha. Khá là lạ mắt đấy ạ. Mặt hơi lấm tấm vết thời gian. Thân vỏ bên ngoài thì ở đây có chuyện là được bọc vàng 10K Gold Fill này. Đó, 4 chân càng thiết kế độc đáo luôn. Nó xòe ra bên ngoài như thế này. Đáy sẽ là đáy inox. Đây, các bác có thể thấy được đây sẽ là lớp vỏ bên ngoài của chiếc Croton này nhé. Size mặt em này là 34 ạ. Size 34 không tính núm. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử. Đó. Mã số 20 có giá là 1.450.000. Croton 1.450.000 ạ. Và mã đồng hồ này cũng đã kết thúc video của em ngày hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video đồng hồ ngày hôm nay của cửa hàng Kiên Đồ Cũ. Chúc các bác sẽ có một ngày mới tốt lành. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những video đồng hồ tiếp theo nhé.